Nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ từng bước phục hồi ngành du lịch, sáng ngày 13 tháng 7, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội nghị quảng bá xúc tiến du lịch. Tham dự hội nghị có trên 200 đại biểu là các doanh nghiệp lữ hành, du lịch của 3 tỉnh Lào Cai, Ninh Bình, Yên Bái. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đã giới thiệu các tiềm năng du lịch của tỉnh Ninh Bình và tỉnh Lào Cai đến với các đại biểu dự hội nghị. Các vấn đề trọng tâm được bàn tới tại hội nghị là những giải pháp sáng kiến cho công tác tuyên truyền quảng bá tiềm năng du lịch, đề xuất những ưu tiên, nhiệm vụ then chốt để kích cầu du lịch nội địa, triển khai phối hợp xây dựng sản phẩm mới để nâng cao giá trị thương hiệu. Các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn ba tỉnh Lào Cai, Ninh Bình, Yên Bái cũng đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng sản phẩm du lịch mới, kết nối khai trương các tiềm năng du lịch giữa các tỉnh, đặc biệt là các điểm du lịch tâm linh, tạo điểm nhấn mới và mở ra tiềm năng liên kết các miền di sản trong và ngoài tỉnh. Năm du lịch quốc gia năm 2020 với chủ đề Hoa Lư Cố Đô Ngàn Năm, theo kế hoạch sẽ được khai mạc tại Ninh Bình. Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nên ban tổ chức đã dừng tổ chức lễ khai mạc và các sự kiện hoạt động quan trọng mang tính đặc trưng của du lịch Ninh Bình nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung để đảm bảo thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch. Năm 2021, Ninh Bình tiếp tục được đăng cai năm du lịch quốc gia, là cơ hội tốt để Ninh Bình tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới. Vì vậy, thời gian tới, ngành du lịch tích cực phối hợp với các sở ngành liên quan đưa yếu tố đảm bảo an toàn cho du khách lên hàng đầu, tạo môi trường thu hút đầu tư trên nhiều lĩnh vực. Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch đẩy mạnh liên kết để xây dựng giá trị thương hiệu nhằm thu hút du khách.